thứ thiệt, vị hảo hán chẳng nể mặt ai của thế giới động vật. Xin chào các bồ, hôm nay hãy cùng thế giới động vật giải mã lường mật vị đại ca trong thế giới động vật. Một vị hảo hán máu liều nhiều hơn máu não, luôn ăn thua đủ với tất cả các loài và luôn tự xưng biết bố mày là ai không với nhiều loài động vật khác. Nào, tò mò chưa? Không để mọi người phải chờ lâu nữa, hãy cùng với chúng mình bắt đầu ngay thôi nào. Ngoại hình của lường mật có tính tình khá là bảnh không nhỉ? Anh ta có thân hình dài, đầu nhỏ và phẳng thêm một chiếc mõm khá là ngắn. Đôi chân của lường ta không thể được liệt vào giới model vì chân lường mật rất là cứng cáp, đồng thời trang bị phụ kiện móng chân cực kỳ sắc nhọn. Vũ khí lợi hại này để anh ta cào cấu kẻ địch của mình đó nhé mọi người. Không thích phong cách đơn trẻ áo Gucci như là các boy, các girl đường phố, lường ta chỉ thích bộ outfit trắng đen âm dương, cân bằng của mình mà thôi. Gọi vị đại ca này là lường mật bởi vì mật ong chính là món ăn khoái khẩu của anh ta. Anh ta có thể làm mọi cách để có thể đánh ghen và cướp đi những miếng mật ong thơm ngon ngọt ngào đấy từ tay của kẻ khác. Tại sao lường mật ta lại được xứng danh là rất giang hồ cộm cán như thế nhỉ? Điều này phải kể đến những lần tranh đấu hào hùng chẳng ngán một ai của lửng mật đây. Theo các camera chìm chóc ghi lại từ trên cao, thì hàng ngày lửng mật không kiêng nể một ai. Nó có thể ca khịa tấn công cả những vị sư tử, anh đại của đồng cỏ. Dám nhe răng trợn mắt và cào cấu cả linh cẩu, báo hoa mai, không ngại pallet bột bột với những loài rắn độc. Nhắc tới rắn độc là phải kể đến những cuộc chiến của lửng mật với loài bò sát máu lạnh này. Từ rắn lục, rắn hổ mang và cả hổ phi châu Phi, anh ta cũng không ngán tên nào. Giống như các vị cao thủ võ lâm có thể tự điều tiết được chất độc, khi bị rắn độc cắn, lường mật chỉ cần ngủ ly bì ngay đơ 2 giờ là chất độc liền tiên đan đi, vì trong cơ thể của lường mật có khả năng đề kháng nọc độc. Sau trận đấu căng thẳng với kẻ thù, anh ta lại được bút 100% máu cho các trận chiến tiếp theo. Đấy, như lường mật cực thích hợp với lại câu liều ăn nhiều, không liều thì ăn ít của vị hoa đồng nào đó trên Facebook mà anh em cũng hay bắt gặp. Lường mật dù có bị ong đốt, dính tua tủa lông nhím hay bị các con vật khác cắn thì chúng cũng chẳng hề hấn gì. Nếu như chúng ta cũng được hưởng một sức mạnh của lường mật thì chắc chắn chẳng sợ mấy con muỗi đáng ghét cứ vo ve, chờ trực để chích chúng ta mỗi ngày các bạn nhỉ. Bởi vì máu liều nhiều hơn máu não, mạnh mẽ và khả năng tiêu độc của mình nên lường mật ngoài tự nhiên không lo bị tuyệt chủng. Nhưng cũng vì đặc điểm đặc biệt của mình nên chúng cũng được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đấy các bạn nhé. Không giống như ai đó, lắm mối tối nằm không. Miss Singer thì không có một tin nhắn. Kể lể về tiểu sử về vị đại ca này cũng nhiều rồi, mọi người có muốn chúng mình triển tiếp theo về lửng mật giang hồ này hay không? Hãy để lại comment và tặng video này một like và một subscribe để ủng hộ tụi mình nhé. Yêu thương các bạn!